Hi, xin chào tổng các bác ơi. Em lại view tiếp cho bác cái mẫu điều hòa Panasonic nhé. Máy 12.000 BTU, sản xuất 2014 các bạn. Chạy ca R32. Đây, các bạn ạ, chạy ca R32. Đây, những siêu phẩm của bác hôm nay sẽ nhận các bác nhé. Em đã đóng quái rồi, chờ xe đến đâu. Đây, còn cái siêu phẩm gì đây, 2014. Cho mã là 22GFRI 2014 đây. Các bác ơi, chạy ca R32 điện 100V. Đấy, mặt lạnh của nó là 224. Cái G này nó không thể khớp được, nhưng nó đều đời 2014 chạy ga R32 các bác nhá. Đây, mình sẽ view cái mặt lạnh trước cho các bác xem. Con này sản xuất 2014, mặt lạnh 7,5kg, 780W. Đấy, điện 100V. Chạy con này chạy xài được phòng khoảng 15m2 cổ về. Mặt lạnh đây, khá là đẹp luôn. Đó, xem hình thức bên ngoài đó nhé. Anh em đã test dọn ok. Đây, 284/2014 này. Nặng 21kg, 6,1 tạng ga R32. Là R32 các bác nhé. Đây, chạy ga R32, dàn khá là đẹp luôn. Đây các bác nhé. Đấy, các bác cần đi book chưa? Điện thoại trực tiếp em, số điện thoại là 0961519122, cũng là số Zalo của em luôn các bạn. Còn những hàng có bác đặt đây thì nói chung là đã bọc đóng quay ok hết rồi. Những cái hàng này còn thiếu mất 5-7 con nữa, em cứ gửi tạm cho bác như này, bác lắp nhà nghỉ mà. Đó, khá là đẹp luôn. Đấy, các bác nhá, còn là 014 này, các bác cần đi book chưa? Ga R32 rồi chạy ok, inverter tiết kiệm điện, tất cả mọi thứ đều test hoàn hảo hết các bác nhá. Về chỉ việc lắp thôi. Đấy, các bác cần thì liên hệ với em trực tiếp ở số điện thoại em đã đặt. Đấy, giá cực kỳ hợp lý luôn, chỉ hơn 5 triệu các bác. Hơn 5 triệu các bác nhá. Đấy, các bác cần inbox. Ok, cảm ơn các bác.